Rồi, xin chào anh và anh chị các bạn đã quay kênh mình ha. Hôm mình có vài món làm clip tiếp tục gửi đến chị các bạn tham khảo nha. Mình bán hình thức chuyển khoản các bạn, và các bạn vui lòng nhắn tin đặt hàng ha. Còn khi nào mình có thuận tiện mình nghe máy thì mình sẽ cũng vẫn nghe máy nha các bạn. Ship code thì các bạn phải đặt thẻ cho mình ha. Chứ để mất công lắm, nó có nhiều cái vấn đề sau đó mình phải giải quyết nhiều lắm. Đầu tiên một cái đồng hồ các bạn. Cái này nhỏ nha, cho tay ai nhỏ hơn tay mình chút. Hiệu hiệu gì cái chữ nó cong cong nữa bạn. À, gen B thì mình đi thay pin cái này thì nói máy nó là máy của Senco các bạn, cũng khá xịn ha. Mặt thì đẹp, hầu như không có trầy. Để mình chụp thử. Nhìn cũng khá đẹp. Có những cái chấm chấm nhỏ nhưng mình nhìn nghiệp chú ý lắm mình mới thấy thôi, bình thường không thấy. Máy Nhật nè ngoài nha, có da băng đây nè, Made in da băng nè bạn. Con này mình bán 450 bao ship nha các bạn, 450 bao ship. Tay mình đeo hơi chặt á. Dây đồ có mã số trên này luôn, 450 bao ship. Mã số 1, cái này ngày 1 tháng 12. Rồi mã số 2 là một cái mỏ hàng da băng 30W thôi, điện 100V nha các bạn. Chú ý đồ điện mình bán nha, 100V nha, mình cắm vô 220 rồi sẽ cháy á. Anh chị nào có biến thế thì sẵn ở nhà thì trên các bạn làm việc mình có hệ thống điện 100 thì mua này xài. Hàng mạch điện tử đồ ngon, máy in da băng đàng hoàng, hiệu God 30W. Và kèm cái vệ sinh mỏ hàng nữa các bạn. Cái này nó bằng nhựa bằng phíp vậy nha, nhỏ của Haco à, mình để mình thấy để chắc để tạm vậy được á, mình để vậy thôi. Giá là 250 nha các bạn. Mình sẽ test nóng cho các bạn. Rồi mã số 3 là một mớ dũa đây các bạn, khoảng nửa ký dũa, dũa hình chữ nhật nè, dẹp nè, 4 cây nè, tam giác nè, tam giác nhỏ nè, rồi dĩa hình chữ nhật nhỏ nè, cái này hình dẹp dẹp nè, đó, mấy cây này vuông nhỏ, hình chữ nhật nhỏ nữa, có dũa tròn nè, dũa vuông nè, nhỏ nè, nhiều size ha. Mình gom một set về 250 bao ship nha bạn, mã số 3. Bao ship. Rồi mã số 4, 180.000 bao ship. Mũi BH2 hết nha. Mũi này khoảng 1,5 tấc nè. Tấc rưỡi, 1 tấc, 1 tấc ha. Cái này 1 tấc hết. Có cái này dẹp nè. Mình nói chung chung nha, khoảng đó. Còn 2 mũi, 3 mũi này thì ngắn. 5 6 phân. Cái này có 4,5 phân à. Còn này thì 9 phân, còn cái này là 1 tấc. Tấc 1. Đó, mình phải đo đầy đủ cho bạn, này tấc 3. Đó. Này tấc 4 luôn. Gần tấc rưỡi. Này, kéo ra hết là 150 nè. Đó thì mũi đa số mũi Nhật hết nha, đa số là có mấy in da băng, đặc biệt sale đồ lum hết nè. Hỗn hợp hàng vải hết, mình bán 180.000. Bao ship 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi dài và 3 mũi ngắn. Mã số 4. Mã số 5, 100.000 ba cây kìm. Cái kìm này là da băng đàng hoàng, còn hoàn chỉnh nha, nhỏ, kìm cong để làm gì á. Còn cây này thì mỏ dài nè, để gấp độ mà, nhưng mà cái đầu nó hơi hở hở tí ha. À, này không thấy hiệu, cũng hàng vải luôn. Còn cái này Hozan, Hozan để gọt mấy cái vị trí nó hơi là cong cong nữa bạn, nhưng mà nó không được đẹp nha, nó bị mẻ nhâm 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 rồi nha. Coi cái này về bạn gọt cái gì không quan trọng, ví dụ là pha dớ hay là gì nó nằm ở góc đó mình cắt đi thôi ha, chụp vậy. Còn cây này là hoàn, hai cây này hoàn chỉnh nhất đó. Mình bán bộ về 100.000 bao ship. Thì cây nào có lỗi thì mình cũng nói cho bạn nghe rồi ha, cây nào hoàn chỉnh thì mình nói hoàn chỉnh.
Đó, mở hàng thì mình test nóng. Về các bạn nhớ cắm đúng điện, còn các bạn cắm lộn điện thì nó hư liền. Con này 30W à. Mã số 1. 1, 2, 3, 4, 5 mà thôi, mã số 6. Số 6 là một cặp điếu à, 150 nha. 80. Của Vietcell. Cái này theo chuẩn Mỹ nha, mình vẫn xài cái máy mình được nhưng mà nó hơi bất tiện chút. Xài được hết. Máy mình vẫn cắm được. Đó, nó nằm ở vị trí này nè. Các bạn. Tại vì của Nhật thì nó sẽ sâu vô một chút nữa ha. Đó. 80. 80 này là để dặn ốc ốc nha, chứ không phải bắn to mà không có 500 nha. Còn ai muốn ấy thì mua 500 về rồi bắn silicon ém vô đây. Còn mình là mình chỉ bán để mở ốc máy thôi. 80, 150 một cặp. Rồi, mấy cái này coi như xong á, mình dọn qua. Mình giới thiệu cái cục nguồn này tí xíu. Rồi, một cục nguồn các bạn. Cục nguồn này nó ra, mình dựng cái mặt lên cho các bạn coi. Từ 0 tới 16V. 0 đến 16V, dòng tối đa là 18A. Nó nặng lắm, nó nặng khoảng 14kg các bạn. Nên mình cầm ở đây cũng hết nha. Thì nó có nhiều cái điều đó, nó vừa điều chỉnh được nguồn dòng, điều chỉnh được ampe và điều chỉnh được áp luôn, điện áp luôn, nên là nó cầm kền. DC chính xác cao, để mình bật lên ha. Các bạn coi đây trước. Đó, nó rút điện nè, mình đang để 15V nè, mình giảm xuống nè. À, mình bấm lên ao nó mới ra, mình bấm tắt nó tắt rồi nè. Ao nó ra ha, 12V nè. Đó, mình giảm xuống ha, rồi mình kẹp tải vô mình thử cho bạn đó. Để nó tăng độ sáng lên từ từ. Đây. Mình giảm dòng xuống nè bạn, nó cũng lưu không? Mình đang giảm ampe xuống nè. Đó, ampe nó nè, mình tăng ampe lên nè. Đó, nó tăng sáng từ từ không? Khi mà nó hết ampe rồi mà cái volt này nó đủ ha, mình tăng volt lên nó vẫn sáng tiếp nè. Đó, đèn sáng tiếp không? 16 bên máy đèn sáng hết nha. Đó. Thì cái này nó chỉnh được dòng, chỉnh được ampe. Đồng hồ điện tử luôn. LED nè. Thì cái con này giá là 1,5 triệu nha các bạn. Có nắp luôn á. Các bạn nào có ứng dụng gì được thì xài. Cái này dòng, cái dòng đủ để mình test máy luôn các bạn. Test dài không tải là mình kẹp đúng cực cộng trừ vô là mình test ok luôn á. Nhưng các bạn sử dụng phải cẩn thận nha. À, kỹ lưỡng, nó nặng mà đừng làm chạm chập quá thôi. Như thế mà nhìn dây đồng nè, bo mạch rất là đẹp. Có nắp đàng hoàng nha các bạn. Cái nắp mình tháo ra để dưới đất này, để đồ lên đè rồi có nắp đậy lại nghiêm chỉnh. Thank you.
Cục là vậy. Có ngoài sách luôn. Cái này nó về nó bị lạc mất mấy ngóc. Tí móc mình gắn vô hoàn chỉnh. Để cho bạn coi thông số coi. Nặng mình không có sách rồi. Này. Công suất là tới 900 VA nha các bạn. Này các bạn nhìn bên đây nè. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn clip sau nha. Cái cục nguồn này là 1,4 triệu nha các bạn. Đây là điện nó xài được 100 mà. Ai có điện 120 thì đổi qua đây thôi chứ không có xài được 220. Chỉ được 100V thôi.